Có cái dây trắng không có gì mà mở. Ở đâu ra mà có cái loại đây? Này hay lắm. Đó một chút đồng hồ mà. À, đi lên, đi. Bà nội ngồi đây nhá. Bà nội ngồi đây. Rồi, đi. Thế là bà ngồi đây không? Dạ, bà không lên được. Đi hôm nay là đi lên chùa Long Hoa nhá. Hôm nọ là khấn vân thi đại học, là đỗ đại học rồi. Hôm nay là lên là cảm ơn. Hôm nọ là xin thi đại học. Thế hôm nay là trúng đại học rồi, lên thắp hương. Nói đi. Cô Hiền cô nói, cô Hiền cô thiếu hạ, thiếu cô treo thôi. Cô nói thế. Ở đây. Phật tổ Như Lai. Đó, nên mãi chẳng tin chưa. Chẳng tin chưa. Chùa. Đấy, đi lên rất là cao nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy, bà ngoại đi rất là khỏe. Đi bao nhiêu bậc này. Đấy. Nhưng bà nội là đã không đi được rồi. Bà nội đã ngồi cái ghế dưới kia rồi. Đấy, bà ngoại thì leo rất khỏe. Lần hôm trước là bà ngoại không leo được. Thôi, mệt quá. Trời ơi. Cảnh rất là đẹp nhá. Đấy, cảnh chùa rất là đẹp. Đây là chùa Chi Lai này. Đấy. Đấy. Cảnh rất chi là đẹp. Hai bà cháu lên đây. Đấy, rất là đẹp. Đây, chùa đây. Đấy, đẹp chưa? Rất đẹp. Rất đẹp.